Chào vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Tiếp tục cập bến, đó là một mẫu dây loa đến từ châu Âu để cho tất cả bác lựa chọn phối ghép cho dàn audio của mình nhé. Chiều nay vừa về dòng dây loa này thì em rất là ưng ý và em đã cắt 5 mét em test thử. Thì đây là một dòng dây loa, nó cho một chất âm rất là hay, bass rất là ấm, rất là chắc và tiếng của nó rất là hay, rất là gọn gàng nha các bác. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác dòng sản phẩm ngày hôm nay. Đây là dòng dây loa quảng Canfor nhá, có mã là BBC. Nó sẽ có hai loại, mỗi loại 400 mm. Đó, thường các bác thấy những cái dòng dây loa mà nó có chữ line ở đây là những dòng dây loa cực kỳ là xịn nhá. Speaker Copper, tức là dây loa, dòng dây Made in England này, đó tức là của Anh Quốc nha. Dây này có đường kính 5-14 ly. Và bây giờ em sẽ sâu chất lõi bên trong để cho tất cả các bác cùng xem được nhé. Dòng dây này các bác sử dụng phối ghép cho những dàn âm thanh bass đang còn yếu này, nó chưa căng, chưa ấm, chưa lực thì các bác lựa chọn dòng dây này. Nhất là mình có thể sử dụng cho những dàn nghe nhạc hoặc các dàn nhạc sóng bass 40-50, nó cải thiện chất âm cực kỳ là hay nhé. Vỏ của nó này rất là dài nhá, nó dòng này chống chịu rất là tốt. Các bác nhìn này, lớp vỏ của nó này khủng chưa. Rồi vào bên trong này, thường các bác thấy những dòng dây loa đến từ châu Âu thì bên trong của nó sẽ có lớp vải nhá, lớp vải như thế này. Đó, lớp vải của nó này rất là xịn nha các bác. Đó, chưa thấy chất lõi bên trong nhưng mình thấy ở bên ngoài như thế này thì quá là đẳng cấp rồi. Rồi vào bên trong, sẽ tắt cái phần lõi để cho tất cả bác cùng xem nhé. Dòng này lõi 400 nha các bác, sẽ có hai lõi. Rồi các bác nhìn này, lõi đồng, lõi đồng cực kỳ là xịn và những bụi đồng nó được bệ lại với nhau như thế này, đó rất là đẳng cấp. Lõi đồng, không phải dây lõi đồng mà nó cho tiếng bass tốt đâu nha các bác. Mà dòng này nó không chỉ cho tiếng bass tốt mà giải chép cũng rất là hay, rất là mịn và rất là sáng tiếng nhá. Đó, nhiều bác cứ bảo là dây lõi đồng thế nó cho giải bass tốt rồi, giải chép nó có bị suy hao hay không? Thì xin thưa với tất cả bác, một dòng dây loa sản xuất ra mà nó suy hao một giải nào đấy thì chắc chắn dòng dây loa đó sẽ không bán được. Nên khi sản xuất ra những bộ dây loa, những dòng dây loa như thế này, hãng người ta nghiên cứu rất là kỹ nhá. Chứ không phải tự nhiên mà người ta sản xuất ra dây loa như thế này đâu. Đó, một hãng lớn của người ta sẽ có những kỹ sư người ta nghiên cứu cả nhá. Và dòng dây loa này shop em về và em phân phối cho tất cả bác với giá rất là tốt. Giá chỉ có 200.000 một mét nhá, 200 một mét thôi. Bác nào lấy 5 mét em sẽ bao ship cho một dòng dây loa quá xịn, quá đẳng cấp như thế này. Đó, từ bên ngoài vào bên trong, quá đẹp. Rồi, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhé. Rồi em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.